Hôm tại quay cái quán cho bạn đó, bà biết đó, quán này nó ăn tới ăn á. Cái này có được chụp không con? Hôm tại thấy cái bánh mì ngon. Tại có ăn bữa ăn đây lần thấy ngon á. Bữa có mua đây lần. Ở đây có mấy người chạy cô về tới mua cho tự ăn không cô? Dạ dạ. Đợi một phút thôi để quay con này làm bây giờ chặt cho thịt nè. Một phần này như tiền con? Cái này là 50 phần phá lấu. Ừ, hộp này là 50 nè. 2 lạng ha. Cái này có mấy người chạy xe mua về cho khách ăn không con? Chưa. Có cái em có mua mà không biết ở đâu. Cô không, cô không liên kết đi, cô không liên kết đi, người ta mới tới mua cho khách ăn bán được nhiều hơn. Cô đâu có biết đâu. À. Thấy có mấy người quán nó liên kết với mấy người mà chạy xe đó rồi tới mua cho khách ăn luôn á. Được bán được lắm á. Nhiều khi có mua mà cũng không có biết. À. Này đúng bài nó có dồi có giò. À. Ở quán bánh mì này cô tên gì con? Để con giới thiệu cho bạn. Anh Phượng. Cô Phượng à. Thấy thịt cô làm ngon không? Thấy heo quê. Heo, cái này phá lấu heo. Này phá lấu heo á con. Nước dừa không á, ờ bởi vì em thấy không có để màu thấy không? Thấy thịt cô làm ngon. Ừ, miếng thịt ngon. Tôi để dưa chua rồi này kia sạch sẽ làm sạch sẽ lắm. Để người ta mua về nhậu. Cái này tối tối về mơ tao mua về nhậu ngon luôn. Ờ tối thấy chua. Không chiều tao mua cơm nhậu gì cũng có. Dạ. Nhậu ăn cơm. Thấy cô làm ổ cơm cũng nhiều thịt chứ bộ. Ờ 2.000 nó còn là 15-20 tùy theo muốn ăn. Không ớt nha. Thấy xe của cô lúc nào cũng sáng sáng choang à. Xe có mấy cái có mấy xe bánh mì nó mấy cái kiến nó mờ mờ. Xe vô trong xe mà thành con à. Đúng rồi, nhìn ra sạch sẽ hay ngon. Để quay ra cái xe này cô. Chua của cô làm ngon các bạn. Cô ăn thử đi, ăn thử miếng đi. Dạ. Cô làm giấm đường ngon lắm luôn á. Dạ. Có ai mà làm dưa màu sắc thì ăn tại ta bán dưa leo không? Tại cô làm. Đúng rồi, cô làm đủ loại với cả rau hết á. Nhờ khách nhìn thấy thấy ngon. Dạ. Mà ăn vô cái gia vị nó ngon nữa. Đúng rồi. Vừa ngọt chua. Làm thấy có mấy chỗ pha lấu nó miếng pha lấu đỏ lòm. Dạ. Màu không ngon. Để màu. Đúng rồi, cái này cô để tự nhiên còn luôn hả? Cô là tự nhiên nước dừa. Đúng rồi. Thấy miếng thịt nó còn thơm mùi nước dừa vậy bộ. Ờ, nó nhìn thấy cái miếng thịt nó ngon quá nè. Rồi, giờ cô làm cho con ổ luôn đi. Cái này ngày bán hết thịt nhiêu đây hả tụi con? Mười mấy ký thịt sống. Mười mấy ký luôn. Cô để dưa trong cái đây này cho nó mới mới nữa. Mình lấy từ 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 lên. Khi nào mà hết thì lấy bán tiếp không? Từ từ ra nó ngon. Còn mình treo lên hết thì nó nguội đó. Nó không ngon. Dạ. Rẻ là nghe chứ không phải bán đây chứ không phải bán. Đúng rồi, giá này cô bán là bình dân chứ bộ. 12.000 mà thấy thịt tươi. Mà cô mua là cô mua thịt sống tươi không chứ không có đồ đông lạnh nha. Dạ đúng rồi. Đồ đông lạnh là cô không có lấy đâu. Cái này ngày mới được 100 mổ không con? Tùy trăm, bữa. Bữa 100 rồi còn như cô bán thịt. 100 mổ.
cô để ở đây cô bán cái chị đó đi, cô bán chị này xong con quay xong gửi tiền cho cô luôn. Ở đây ba đám trời mưa tao ta bán được ăn được nhiều là bánh mì nè, trời mưa ta đói bụng á. Chị này nè. Sao hả? Hả? Con có định dặn con đâu con lấy. Vậy đưa cho chị này luôn đi. Con định dặn. Dạ. Vậy lấy của con đưa chị này luôn đi. Sẵn đưa chị này luôn mất công rồi lại mấy con sau cũng được. Thấy kiến cô hay nó sạch ghê ha. Vừa qua kiến còn sao còn phi phi bật luôn. Dưỡng trong veo à. Cái này ngày nào cũng lâu hay là mấy bữa mới lâu kiến này con? À, ngày gì thấy nó bóng bóng loáng à. Đây mấy giờ cô bán con? Sáng á. 2 giờ chiều hả con? Hẹn gì có mấy bữa đi buổi sáng không thấy. Đây cô bán tới mấy giờ mới nghỉ con? Có khi 5 giờ rưỡi hết, có khi 6 giờ thì 7 8 giờ cũng có. À, nhiều khi bán ngày có mấy tiếng à hả? Ờ, bán ngày có mấy tiếng. Chắc sáng cô đi chợ chuẩn bị đồ ăn rồi mấy chiều mới ra bán à. Ba đem giao thịt lại cái cô làm cô lạnh với chua nước chấm hay kia là tới 11 giờ là xong á, nghỉ được tiếng hồ rồi cô dọn ra. Cô không làm thêm bánh mì trứng hay bánh mì gì đó bán, bánh mì chiên mì pha lấu thôi hả? Chiên mì pha lấu tại cô nào giờ cô bán mười mấy năm bán cái này. À, bán mười mấy năm chiên mì pha lấu thôi hả? Nãy giờ nói chuyện rồi bán được mấy ổ rồi. Bán đắt ghê. 50 rồi đó. 50 ổ rồi hả? Rồi. Mà ta mua thịt ta, để ta đi làm chứ mà ta muốn mua thịt. Dạ. Ta ghép mua thịt về ăn cơm hoặc nhậu không chứ. Đúng rồi, thịt này mà ăn cơm ngon chứ bộ. Nhiều khi tối là biến nấu cơm, quên là biến làm đồ ăn, mua cái này về ăn cơm luôn. Mua 50 là hai người ăn đủ rồi đó. Đúng rồi. 50 là ai ăn no rồi. Ủa cô ngày xưa ở Châu Đốc hay sao hay đặt cái mì xé mì Châu Đốc ta? Tại quê ở
Đốc à, quê cô Châu Đốc hả? Bán hồi xưa tới giờ. Ngày xưa ở Châu Đốc cô bán mì không? À, cô bán là cháo trắng phá lấu á. À, cháo trắng phá lấu ngày xưa quê hả? Dạ lên. Không có chỗ bán đó. Dạ lên Sài Gòn cô bán cái mì phá lấu luôn.